là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Giang đang được phát trên các tần số 100 và 103,2 MHz đồng thời được phát trực tuyến tại website hà giang tv vn chương trình hôm nay có những nội dung sau hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi bảy tỉnh ủy tổ chức sơ kết đổi mới về phong cách đề lối làm việc của các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội của cán bộ đảng viên công chức viên chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội khóa 13 ba tỉnh hà giang tiếp xúc cử tri tại huyện đồng văn lễ ký kết giao ước thi đua báo chí Hà Giang viết về phong trào thi đua thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn đảng bộ nhân dân các dân tộc Hà Giang và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đoàn công tác của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nếp sống văn minh tại huyện Bắc Mê huyện Xín Mần tập huấn điều tra sản xuất hộ nghèo cận nghèo năm 2014 cuối chương trình là ghi nhận từ hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2014 Chúc hết một quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đánh giá công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh, thảo luận các chương trình trọng tâm của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời tổ chức quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị là những nội dung lớn được đề cập tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2014 các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Vương Mỹ Phàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trên địa bàn tỉnh, phóng viên Tuấn Quỳnh và Hoàng Gia đưa tin. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, thảo luận đưa ra các giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo. Do đó, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị từng đồng chí tham gia hội nghị cần phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận đề ra các giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó cần đánh giá kỹ nguyên nhân của những chỉ tiêu còn đạt thấp, công tác lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp, các cơ chế chính sách cho công tác lãnh chỉ đạo và điều hành ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo công tác lãnh chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Báo cáo chỉ rõ, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục có mức tăng trưởng khá, Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt gần 176.000 ha, tăng trên 6,7 ha so với năm 2013. Tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 384.000 tấn, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã xây dựng được 239 mô hình sản xuất, đào tạo nghề cho trên 8.000 người, mở mới, nâng cấp được gần 500 km đường giao thông các loại, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 2.845 tỷ đồng, đạt 89%, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên 6.890 tỷ đồng. Trong 9 tháng, lượng khách du lịch đến với Hà Giang được trên 471.000 người, đạt 109% kế hoạch năm. Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã chính thức được trao bằng công nhận lại. Với những kết quả đạt được trên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Đến nay đã có 69 trên 93 chỉ tiêu có thể đạt và vượt mục tiêu nghị quyết chiếm 74%. Dự báo có 23 chỉ tiêu không đạt so với mục tiêu nghị quyết chiếm 23,6%. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm và năm 2015, các cấp các ngành sẽ tập trung vào xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng với các chỉ tiêu đã vượt và có khả năng đạt so với kế hoạch, cần phấn đấu đạt ở mức cao hơn để bù cho các chỉ tiêu còn đạt thấp. Với các chỉ tiêu còn đạt thấp và dự báo không hoàn thành, cần phấn đấu ở mức cao nhất. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã trình bày dự thảo chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đồng chí Giang Triển Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quán triệt chỉ, chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị các cấp, các ngành, từng cán bộ đảng viên, người đứng đầu cơ quan cần có quyết tâm chính trị cao hơn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ, tập trung đánh giá kết quả các nghị quyết chuyên đề, đề án để làm cơ sở cho đánh giá tổng kết nhiệm kỳ và xác định mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với việc sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh từng huyện thành phố cần chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất đi đôi với xây dựng các chính sách đặc thù gắn với bao tiêu sản phẩm làm ra, thường xuyên bám nắm cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt một số dự án trọng tâm, chương trình trọng điểm của tỉnh như xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, khu công nghiệp Bình Vàng, lập quy hoạch khu dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại thành phố Hà Giang. Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đề nghị các cấp, các ngành cần chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp với chương trình của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ban chấp hành đảng bộ tỉnh giao các đảng đoàn ban cán sự đảng các huyện thành ủy đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chiều ngày mùng 2 tháng 10, tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị sơ kết đổi mới về phong cách, để lối làm việc của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của cán bộ đảng viên công chức viên chức trong thi hành công vụ theo hướng sâu sát, nhanh chóng, chính xác kịp thời, chống quan liêu hành chính tiêu cực phiền hà tham nhũng lãng phí. Dự hội nghị có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Vương Bí Phàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực các huyện thành phố. Gần 4 năm qua, các cấp ngành tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới về phong cách lề lối làm việc thông qua việc thực hiện nghiêm quy chế làm việc coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm từng việc, tập trung vào những việc trọng tâm trọng điểm. Công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý nhà nước ngày một được đẩy mạnh. Các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực rõ nét. Các cơ quan tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân từ tỉnh xuống cơ sở đều công khai lịch tiếp dân. Qua đó kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Thông qua triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị đã có nhận thức sâu sắc về việc phải tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương từ những việc làm cụ thể trong thực hiện công việc cũng như sinh hoạt thường ngày. Phần lớn cán bộ đảng viên công chức viên chức đều có ý thức tự giác rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện khẩu hiệu quyết tâm không cam chịu đói nghèo vì Hà Giang phát triển, hãy làm việc nhiều hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Các biểu hiện đi muộn về sớm, vi phạm quy định uống rượu, bia, hút thuốc lá không đúng nơi quy định trong giờ làm việc, giảm hẳn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, Việc đổi mới phong cách lề lối tác phong làm việc theo hướng sâu sát, nhanh chóng, chính xác là một yêu cầu tất yếu, nhân tố quyết định làm nên sự thành công của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 trong mỗi tổ chức cơ sở đảng, Cán bộ, công chức viên chức xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức chính trị, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân trong thi hành công vụ. Thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa liên thông nhằm giải quyết công việc nhanh gọn. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần làm tốt việc nêu gương, thực hiện đúng quy chế dân chủ, nhất là việc công khai minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm điều động cán bộ sử dụng nguồn ngân sách được giao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang, chương trình xin được tiếp tục với phần tin quan trọng khác. Ngày mùng 3 tháng 10 Chính phủ, Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành phố trong cả nước, sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, thành viên Ban An toàn Giao thông Quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành phố tại 63 điểm cầu trực tuyến. Về phía điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Tin của phóng viên Đình Anh và Hồng Duyên. Trong 9 tháng đầu năm, từ sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của Trung ương và địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước đã giảm trên cả 3 tiêu chí, đặc biệt giảm gần 29% số vụ tai nạn giao thông ở địa bàn nông thôn. Lực lượng công an các cấp đã tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật vào công tác xử lý vi phạm. 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra trên 3 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1.900 tỷ đồng, tạm giữ 441.000 phương tiện vi phạm, tước trên 275.000 giấy phép lái xe. Lực lượng thanh tra giao thông các cấp của Bộ Giao thông đã kiểm tra 350 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách kiến nghị xử phạt đối với 636 lỗi vi phạm với số tiền phạt là trên 2 tỷ đồng thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 53 đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Giao thông Vận tải 63 tỉnh thành phố đã tổ chức trên 68.000 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện lập biên bản trên 128.000 vụ, số tiền nộp phạt trên 121 tỷ đồng. Công tác kiểm soát tải trọng xe kiểm tra sức khỏe định kỳ lái xe đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe khi tham gia giao thông, làm giảm số vụ tai nạn giao thông. Đối với tỉnh Hà Giang, 9 tháng đầu năm 2014, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện và xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm và tiền nộp kho bạc nhà nước trên 4 tỷ đồng, tạm giữ 1.258 phương tiện các loại, tiến hành kiểm tra 477 phương tiện, 540 lái xe, 40 nhân viên phục vụ trên xe, lập biên bản xử lý 37 trường hợp vi phạm, trong đó dương tính với ma túy là 29 trường hợp. Kiểm tra tải trọng xe được 1.652 lượt phương tiện, phát hiện 243 phương tiện vi phạm. Tiến hành các cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ra quyết định xử phạt 291 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước là trên 1 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia nêu rõ để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông yêu cầu các bộ ngành trung ương và các địa phương tăng cường các biện pháp giải pháp đồng bộ hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông tập trung giả soát điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với yêu cầu thực tế thắt chặt kinh doanh vận tải đặc biệt là vận tải hành khách từ đường bộ đường sắt đến đường thủy nội địa tiếp tục nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ quản lý phương tiện vận tải, kiểm tra tải trọng xe một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Thường xuyên kiểm tra giả soát có phương án duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương xây dựng phương án xử lý tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo hướng ưu tiên cho địa phương và những người trực tiếp thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông. Bộ Công an chỉ đạo các công an địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lộ trình xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông thông qua tài khoản ngân hàng, tránh tiêu cực trong việc xử lý trực tiếp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông của người dân. Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri tại bốn huyện vùng cao, chuẩn bị cho những ý kiến đề xuất cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sắp tới, ngày mùng 2 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang do ông Thảo Hồng Sơn dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tả Lùng, huyện Đồng Văn, cùng đi theo đoàn có lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo huyện Đồng Văn, phóng viên Quang Tuyên đi theo đoàn đưa tin. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, ông Thảo Hồng Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang đã báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 8 đến với cử tri của các xã Tả Phìn, Tả Lùng, Thai Phiên Tùng và thị trấn Đồng Văn sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2014. Trong thời gian hơn một tháng, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, Ba dự thảo nghị quyết cho ý kiến 12 dự án luật đánh giá về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2014. Tại buổi tiếp xúc, cử tri của các xã và thị trấn Đồng Văn đã có những ý kiến kiến nghị đối với huyện cũng như đoàn đại biểu Quốc hội mà các cử tri quan tâm. Hầu hết các ý kiến tập trung kiến nghị các cấp quản lý cần tập trung giám sát các công trình giao thông, đặc biệt là các tuyến đường liên xã. Hiện nay có nhiều công trình chỉ đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn đã bị hư hỏng nặng, làm người dân đi lại khó khăn. Cử tri cũng đề nghị huyện đầu tư mỗi thôn một máy khai thác đá để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Mong muốn huyện có chính sách hỗ trợ giống, vốn, phát triển vụ đông trở thành vụ sản xuất chính trên địa bàn thị trấn Đồng Văn. Ngân hàng chính sách cần có biện pháp xử lý rủi ro khi cho người lao động vay nhưng hiện tại không có khả năng giải ngân. Bên cạnh đó rất nhiều ý kiến của các bậc cử tri cũng mong muốn huyện cũng như tỉnh tạo điều kiện tăng thêm biên chế cho các giáo viên tại các xã khó khăn, bổ sung biên chế cho cán bộ chuyên trách bộ phận một cửa. Ý kiến kiến nghị về xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, xây dựng lưới điện và hồ chứa nước sinh hoạt cũng được rất nhiều cử tri quan tâm và đề nghị huyện cũng như tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Sau khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Đồng Văn đã trả lời những thắc mắc của cử tri, đặc biệt đối với đề nghị đầu tư máy khai thác đá thì huyện Đồng Văn đã có quy hoạch khai thác đá chứ không để mỗi thôn có một máy tránh tình trạng khai thác không đúng quy hoạch, phá vỡ cảnh quan của cao nguyên đá. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh và trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Ngày mùng 2 tháng 10, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua báo chí Hà Giang viết về phong trào thi đua, thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn, Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Dự lễ ký kết có các đồng chí Ly Mỹ Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, các sở ban ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh, phóng viên Hải Hà và Tuấn Quỳnh đưa tin. Tại lễ ký kết Đại diện Hội Nhà báo Hà Giang đã công bố quyết định thành lập ban vận động và kế hoạch đợt thi đua cao điểm Báo chí Hà Giang viết về phong trào thi đua, thực hiện 8 lời bác hồ căn sạn đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Theo đó, lễ ký kết giao ước được thi đua cao điểm được thực hiện nhằm mục đích đẩy mạnh tinh thần yêu nước trong toàn thể giới báo chí của tỉnh, phát huy tính năng động, sáng tạo và hăng ái làm việc cống hiến với các tiêu chí, năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của công tác tuyên truyền trong tình hình mới đồng thời phát huy được những giá trị lịch sử, văn hóa, tài nguyên môi trường của công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn để xây dựng Hà Giang trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia, khu vực và quốc tế. Nội dung chính của đợt thi đua là thi đua xây dựng chi hội hoạt động hiệu quả, hội viên tích cực sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao về công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn và phong trào thi đua thực hiện 8 lời bác hồ căn dặn đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp đến tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và thi đua có nhiều tác phẩm báo chí, nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục tốt, phản ánh sâu sắc, toàn diện và sinh động các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh. Thời gian phát động thi đua sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 2 tháng 10 năm 2014 đến ngày 21 tháng 6 năm 2015, và giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 6 năm 2015 đến ngày 21 tháng 6 năm 2016. Phát động đợt thi đua tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Giang Hoàng Kiệm nhấn mạnh đợt thi đua cao điểm này nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí ở tất cả các loại hình và thể loại báo chí để có những tác phẩm báo chí có chất lượng cao về nội dung tư tưởng, chân thực, trong sáng, hình thức thể hiện rõ nét, đặc sắc, có hiệu quả xã hội cao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội thay mặt Ban vận động đợt thi đua, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Giang đã kêu gọi toàn thể hội viên, nhà báo trong tỉnh, các tri hội tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện tốt kế hoạch của đợt thi đua cao điểm này. Ông Hoàng Kiệm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nói. Thay mặt Ban vận động đợt thi đua, tôi kêu gọi toàn thể hội viên, nhà báo trong tỉnh, các tri hội tích cực hưởng ứng tham gia, thực hiện những nội dung kế hoạch đã đề ra của đợt thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, bám sát phong trào của quần chúng nhân dân, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, bám sát các nội dung của đợt thi đua, năng động, có nhiều sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình, cách thức tổ chức thực hiện, thắng lợi, mục đích yêu cầu nội dung của đợt thi đua đặt ra. Tôi mong được các cơ quan báo chí, đặc biệt là các đồng chí hội viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, phối hợp với hội nhà báo, các tri hội lãnh đạo chỉ đạo hoạt động báo chí hưởng ứng và thực hiện tích cực nội dung của đợt thi đua cao điểm này. Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến ghi nhận sự nỗ lực của hội nhà báo tỉnh đã chủ động linh hoạt trách nhiệm trong việc cụ thể hóa sớm nhiệm vụ của ban thư vụ tỉnh ủy, chương trình của ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, tạo mọi điều kiện có thể để hội nhà báo tỉnh thực hiện đợt thi đua cao điểm đạt kết quả cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Cũng rất là mong muốn các đồng chí tổ chức phong đào thi đua với những khí thế thi đua sôi nổi nhất, nhiều tác phẩm, nhiều giải thưởng nhất trong hai giai đoạn thi đua, dâng những bó hoa đẹp nhất kỷ niệm 91 năm ngày thành lập báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời qua đây, tôi cũng mong muốn các ngành các cấp dự có mặt hôm nay cũng như ở trong toàn tỉnh hãy tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho báo chí Hà Giang triển khai phong trào thi đua đạt kết quả tốt đẹp nhất xin được chúc các đồng chí tổ chức phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất chúc các đồng chí thành công kết thúc buổi lễ đại diện ban thư ký của bốn chi hội báo Hà Giang đài phát thanh truyền hình tỉnh hội văn học nghệ thuật tỉnh và chi hội nhà báo văn phòng đã cùng nhau ký giao ước thi đua đợt thi đua cao điểm Báo chí Hà Giang viết về phong trào thi đua, thực hiện 8 lời bác hồ căn dặn đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang và công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do Phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Chu Đức Huyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Yên Định, huyện Băng Mê, tin của Cộng tác viên Đức Toàn. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị của bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xã Yên Định huyện Bắc Mê đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh cho việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, việc cưới không có tình trạng tảo hôn, đám cưới được tổ chức vui tươi tiết kiệm, không phô trương hình thức thực hiện theo hương ước quy ước của thôn bản việc tang các hộ gia đình tổ chức phù hợp với tập quán truyền thống văn hóa của từng dân tộc và từng gia đình không còn tình trạng đám tang kéo dài nhiều ngày lễ hội được duy trì theo nét đẹp văn hóa truyền thống tổ chức các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân tham gia qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao kết quả xã yên định huyện bắc mê đạt được trong triển khai thực hiện chỉ thị của bộ chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội để duy trì và thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới xã yên định cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư duy trì phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới thực hiện nội dung hương ước quy ước duy trì làng văn hóa gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện tổ chức tập huấn điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 cho ban chỉ đạo xóa so đói giảm nghèo, cán bộ lao động thương binh xã hội, cán bộ xóa so đói giảm nghèo các xã thị trấn, trưởng phó thôn bản và tổ khu phố trên địa bàn toàn huyện. Tin của cộng tác viên Cao Cường. Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn tập huấn quy trình điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình như hướng dẫn quy trình điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014. Kế hoạch của Ban chỉ đạo điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình năm 2014 huyện Xín Mần, đồng thời hướng dẫn quy trình điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bộ công cụ điều tra giả soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 hướng dẫn sử dụng các mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra và từ hành quy trình ghi phiếu, ghi biểu mẫu. Thông qua tập huấn, nhằm giúp cho các điều tra viên của huyện Xín Mần thực hiện tốt công tác điều tra, thu thập thông tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trung bình và các thông tin về hộ gia đình năm 2014 làm căn cứ xây dựng kế hoạch giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo đảm bảo phù hợp, công bằng. Đồng thời, giúp các cấp ủy đảng và chính quyền có thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian tiến hành công tác chuẩn bị đến khi kết thúc điều tra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2014. Sau đó tổng hợp báo cáo kết quả điều tra về huyện từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2014. Nhờ chủ động trong công tác sản xuất vụ mùa, thực hiện việc gieo cấy đúng khung thời vụ, nên năm nay xã Na Khê huyện Yên Minh gieo cấy được trên 195 ha lúa mùa. Hiện nay các trà lúa mùa trên địa bàn xã đã vào thời kỳ chín rộ, nhân dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để triển khai gieo trồng vụ đông. Tin của Cộng tác viên Thanh Loan và Phạm Tuyên. Vụ lúa mùa năm 2014, cơ cấu giống chủ yếu được bà con nông dân xã Na Khê huyện Yên Minh lựa chọn gieo trồng là giống lúa lai cương yêu 725 năm. Trong quá trình cây lúa phát triển, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự chủ động của bà con trong việc chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây lúa, nên toàn bộ diện tích lúa mùa tại các chân ruộng bậc thang phát triển tốt, làm đồng và trổ bông đúng thời vụ. Đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch với năng suất ước đạt 59 tạ một hecta. Với phương châm lúa chín tới đâu, thu hoạch tới đó, nên theo kế hoạch, toàn bộ diện tích lúa mùa của xã sẽ được gặt xong vào trung tuần tháng 10, Thu hoạch xong đến đâu bà con sẽ tiến hành vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón, tiến hành làm đất để triển khai sản xuất vụ đông năm 2014, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình Thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Đồng bào và các bạn đang nghe chương trình Thời sự tiếng Việt của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hội chủ chốt ở cơ sở xã phường thị trấn, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự có đủ trình độ năng lực công tác nhiệt tình, chủ động sáng tạo tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội. Ngày mùng 2 tháng 10, Hội nông dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2014, ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Hoài và Phương Thảo về hội thi cán bộ hội nông dân giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2014. Tham dự hội thi lần này có 11 thí sinh đại diện cho 390 cán bộ hội nông dân của 11 huyện thành phố. Đây là những thí sinh đã được lựa chọn ra từ hội thi của các huyện thành phố. Tham dự hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi đó là phần thi kiến thức, phần thi năng khiếu và phần thi thuyết trình. Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi lần thứ nhất là sân chơi nhằm nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng, tổ chức các hoạt động của hội, đồng thời là dịp để các thí sinh giao lưu trao đổi, học tập chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hội của cán bộ hội nông dân xã phường thị trấn chị sùng thị mỹ phó chủ tịch hội nông dân xã giàng chu phìn huyện mèo vạc chia sẻ qua hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi lần thứ nhất tỉnh Hà Giang đã giúp cho tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các huyện bạn, đặc biệt là các huyện bạn như Bắc Quan, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang đã giúp cho tôi học được rất nhiều kinh nghiệm về tôi sẽ áp dụng những kinh nghiệm mà đã học được từ các huyện bạn về áp dụng thực tiễn tại địa phương tôi để công tác hội nông dân xã Già Chu Phìn, uh, huyện Mèo Vạc ngày một đi lên. Anh Phan Hoàng Đạt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang nói là thí sinh được giải nhất trong hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2004. Trước tiên cảm giác cảm giác của tôi bây giờ là rất vui và rất là là là, là phấn khởi. Qua cái hội thi này chân thành cảm ơn hội nông dân tỉnh Hà Giang đã tạo ra một sân chơi rất thực tế để mỗi cán bộ hội nông dân cơ sở chúng tôi được học hỏi thêm về những kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân với những kiến thức đã được học hỏi tại các hội thi này, thì bản thân tôi sẽ áp dụng vào cái công việc tại địa phương, góp phần làm cho hội nông dân thị trấn Binh Tuy, hội nông dân huyện Bắc Quang ngày càng vững mạnh và phát triển hơn. Hội thi cán bộ hội nông dân cơ sở giỏi toàn tỉnh lần thứ nhất là đợt tập huấn bồi dưỡng sâu sắc kiến thức, năng lực và phương pháp hoạt động sâu rộng cho đội ngũ cán bộ cơ sở hội chủ chốt ở cơ sở. Các thí sinh tham dự hội thi đã đưa đến những phần thi hấp dẫn, đảm bảo thời gian và chất lượng. Các thí sinh đều đã trình bày phần thi của mình một cách xuất sắc, vận dụng phong phú và sát với tình hình thực tế của từng địa phương. Thông qua hội thi, ban tổ chức đã nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ hội nông dân cơ sở, từ đó có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác hội, đồng thời đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu công tác hội hiện nay. Ông Nguyễn Văn Tự Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Giang, trưởng ban tổ chức hội thi nói: Qua cái hội thi này, phải nói rằng là cán bộ hội thực sự là những người có năng lực, có tầm hiểu biết và nắm được rất sâu chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để vận dụng vào triển khai tổ chức công tác hội đạt hiệu quả và tập hợp được hội viên để mà xây dựng củng cố tổ chức hội cơ sở vững mạnh trong thời gian tới thì hội nông dân tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn bồi dưỡng và tiếp tục nâng cao hơn nữa cho đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ hội cơ sở là những cái người mà trực tiếp gần gũi nhất với hội viên để tổ chức làm sao cái hoạt động của hội cơ sở thực sự là thiết thực, hiệu quả, tác động trực tiếp vào đời sống sản xuất của hội viên nông dân, tác động trực tiếp vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng hội cơ sở thực sự là một cái đơn vị một cái tổ chức hội thực sự vững mạnh toàn diện. Qua hội thi, cán bộ cơ sở nắm vững hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời nắm chắc những nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động của hội và xây dựng các phong trào nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh xây dựng hội nông dân các cấp vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần vào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho huyện Bắc Quang, hai giải nhì cho huyện Vị Xuyên và huyện Xín Mẩn và ba giải ba cho các huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc và thành phố Hà Giang. Bản tin an toàn giao thông. Bản tin an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cung cấp cho chúng tôi, trong ngày mùng 3 tháng 10, đơn vị đã không tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông nào. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 78 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước trong ngày là gần 22 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin an toàn giao thông. Bản tin dự báo thời tiết. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm mùng 4 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mùng 4 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rông. Các địa phương chú ý đề phòng mưa to, gió mạnh cục bộ có thể xảy ra. Sau đây là dự báo thời tiết đêm mùng 3, ngày mùng 4 tháng 10 khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng chiều tối mùng 4 tháng 10 có mưa rào và rông rải rác gió đông đến đông bắc cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 26 độ khu vực di tích quốc gia dụ bậc thang và vùng núi đất phía tây đêm và sáng nhiều mây có mưa rào nhẹ vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 22 đến 30 độ khu vực vùng núi thấp mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng Gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay do Hải Hậu biên tập cùng các phát thanh viên Tố Loan, Thu Hiền, Thúy Nội và kỹ thuật viên Bích Huệ phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.